xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Lát Gái Cuộc Sống Mỹ. Các bạn ơi, hôm nay là ngày lễ của nước Mỹ nha. Thì ngày lễ hôm nay là ngày lễ Labor Day. Thì hôm nay đáng lẽ là mình tính đi Costco để mình quay cho các bạn xem có bánh trung thu mới hay không, có nhiều món mới hay không. Tại vì cũng là qua một cái tháng mới rồi á, nó sẽ có giảm giá những cái món gì. Nhưng mà Costco hôm nay đóng cửa. À, thế là hôm nay mình đi xem khắp nha các bạn nha. Xem khắp thì cũng có một số đồ mình có thể mua, mình cần mua và nó giảm giá nha các bạn. Hiện tại là mình đang đi đổ xăng. Mình đang đợi đổ xăng. Rồi, mình tới xem khắp rồi nè các bạn. Mình lấy xe. Thường là mình quay Costco cho các bạn xem. Dạo này ít khi quay xem khóc. Tại vì xem khóc cũng không có nhiều món lạ như Costco đó, thì nó sẽ đặc biệt hơn, nó sẽ thu hút người xem hơn. Thì hôm nay Costco không có mở cửa, sao giờ thì mình đi xem khóc thôi. Bạn nào cũng có đồ để mua nha. Không có đồ để mua. Thì ở đây là TV nè, Samsung TV LG. Ủa, hai cha con chưa xong nữa. Lên ngồi đi. Ngồi sợ đi, mình thấy hàng. Ôi, kẹo này giảm 3 đô còn 18 đồng 89. Ủa, chuẩn bị kẹo cho Halloween luôn rồi đó. Ê, đúng rồi, kẹo cho Halloween nè. Để nguyên hình mặt vậy nè, để Halloween cũng mà sao giảm giá sớm rồi ta. Ô, kẹo này cũng giảm luôn các bạn ơi, 22 đồng 98 một bịch bự luôn. Ôi, 455. Trời ơi, nó nặng. Ôi, kẹo Halloween đúng rồi. Trời ơi, vậy là sắp Halloween rồi. Sắp rồi, sao tháng sớm ta. Chi chi giảm giá cho kẹo rồi kìa. Bó tay luôn. Này rượu. Đây. Rượu tiên rồi. Trời ơi, chưa gì nè, nó thấy trang trí Halloween nó mình xem khóc rồi nè. Đó. Xem khóc trang trí sớm nè. Gầm tháng 7 mới qua thôi, bây giờ trang trí Halloween ở đây rồi nè. Bây giờ mới có đầu tháng 9 nè. Ôi, chưa gì thì trang trí Halloween nè, bỏ tay sớm thế. Này hình con rồng nè. Ôi, mũi xinh rồi nè. Mỗi lần mình thấy là sắp tới Halloween rồi, mình nhớ là ủa sao lại dữ ta. Thế là mình thi cái quốc tịch đó là tính như cũng gần một năm rồi. Này để kẹo lên nè. Cái để ngoài cửa, dễ thương quá ha. Cái này có 19 đồng 98. Chi chi bán đồ Halloween rồi lẹ vậy. Nó giống như làm cái bánh vậy hả. Bánh cái mình tự mình trang trí. Có ly đồ. Ôi lẹ vậy, chi chi bán đồ cho Halloween. Ồ các bạn ơi, xem khớp máy đánh trứng này đang giảm giá nè. Ủa giảm 90 đô luôn, còn 289 đồng 98 là cho 290 á. Nếu mà tính thuế luôn cho cũng cỡ chắc không tới 300 đâu. Máy này cũng to nha. Nhà mình cũng có một máy đó. Thì nó giảm giá.
Đây. Rồi tôi chỉ thấy mấy bộ đồ mùa đông rồi nè các bạn. Chuẩn bị đổi style rồi đó. Đồ cho mùa đông luôn rồi nè. Đổi size luôn rồi. Đồ dành cho mùa đông luôn. Thấy không? Đồ dành cho mùa đông bắt đầu bán. Bình thường đồ mùa hè thì nó sẽ nhìn nó mỏng mỏng, mỏng lét, mỏng lét. Vô cho mùa đông nó hay dệt cui đi nè, đó. Rồi vô chi, chuẩn bị đồ cho mùa đông hết trơn. Chưa được hưởng thụ cái mình thấy cái mùa hè nó còn nóng chưa qua hết người ta. Cái áo có chữ Vegas đẹp quá hả? Cái này giống như đồ ăn cho em bé. Chồng mình nó muốn mua cho gia đình tại vì thấy nó cũng có giảm giá nè. 15 đồng 98 giảm 2 đô. Ra là còn 14 đồng đi. Một cái này là nó có tới 32 bịch. Giống như cho mùi táo. Không có đường. 100% food nữa. Cái gì đi học có cái bỏ ông bịch vô cho gia đình, ví dụ đi học có lại ăn nó tiện á. Đây áo mùa đông này trời dày cui luôn. Giá cũng đâu, giá cũng mềm, đâu có nóng lắm á. Trời, cái thằng coi cái bộ đồ này dễ thương không? Quá dễ thương luôn. Nhưng mà cái này cho 3 đến 6 tháng. Mua đồ cho mấy bé nè. Nó hồi nhỏ gia đình cũng có. Mặc mấy cái này nè. Mặc cái này ngủ. Tôi có giảm giá gì không? Ủa có cái này, cái này giảm tới 8 đồng mấy lần. Cái này là cái gì đây? Phải kiếm rồi 4 cái từ 12 tháng tới 5 tuổi. Wow, giảm còn 6 đồng 81 hả? Kiếm thử coi có nào hợp với gia đình không, để mình lựa thử nha các bạn nha. Thì mình thấy là mình sẽ mua cái 4 tuổi cho gia đình nha. Thì thấy một cái bộ này nè, 4 cái, hai cái áo, một cái áo dạng giống như sơ mi, sơ mi cái cổ nè, áo thun, hai cái quần sọt hoặc là cái loại này, nó cũng giống như nhau, 6 đồng 81 nha. Chắc nó xả hàng của mùa hè đó, nó giảm giá nè, cho nên nhiều khi mua đồ mình mua trái mùa là nó sẽ rẻ nha các bạn. Ý cái bánh này giảm giá các bạn ơi. Ê, cái bánh này ngon nha. Cái bánh này 12 đồng 98 giảm 2 đồng rưỡi, còn 10 đồng 48. Ủa, gỡ xem khóc nha các bạn. Bánh này ngon á. Bánh này ngon á. Có cái vị quế á, ngon lắm. Thơm, cinnamon nè. Với lại đường đen, cái này ngon nha. Ồ, cái này nó cũng giảm luôn, nhưng mà cái vị này là cái vị Việt Quốc. Cái này ngon. Lấy cái hộp này. Mình thích cái vị có cái hương cinnamon, cái vị quế thơm lắm. Rồi lễ chồng mình mua con gà nè. Đây con gà. Con gà. Ôi 4 đồng 98. Ôi không lên giá, đúng là không lên giá luôn nha. Mấy con gà các bạn thấy con gà đang quay, được quay nướng, quay quay đều ở trong cái lò đây nè. Rồi cái nho này các bạn, trời cái nho nó to to đùng luôn. Nho này gây giá bao nhiêu nha? 5 đồng 35 cho nho xanh trái to đùng. Lâu quá không có mua, tại vì có mấy đợt mình mua nó chua lè.
Này kiwi các bạn, kiwi vàng, kiwi vàng bên xem khớp giảm giá. Đâu giảm có 1 đồng à, coi như là 7 đồng, giảm 1 đồng còn 6 đồng. Ok, cho 1 hộp. Hộp này cũng nhiều nha, đâu 7 trái. 7 trái. New York Stick ở bên Sam's Club nha các bạn, 11 đồng 98 cho 1 pound. Nhưng mà một cái pack như vậy nè, đó, cũng như một cái pack như vậy nè, nó sẽ giảm cho 5 đô cho một cái pack. Ví dụ cái pack này là 41 đồng 67 đi, thì nó sẽ giảm 5 đồng nữa. Khi mà mình ra tính tiền nó sẽ giảm 5 đồng nữa. Mà nhớ coi phải ghi là New York Stick đúng nha các bạn nha. Cái pack này là ví dụ 30 đồng đi. Đó, 4 miếng này nhìn cũng ngon quá. Không, giảm thêm 5 đồng nữa còn 25 đồng. Xem khúc hả, dạo này mình thấy nó hay có cái bảng màu vàng như vậy nè. Thì nhiều khi một cái pack nó sẽ giảm 5 đồng, giống như cái thịt gà cũng có nữa, nó giảm 2 đồng. Hôm nay em biết nó giảm cái gì nữa nè, 5 đồng mình quay cho các bạn coi. À nè, cá hồi nè, 11 đồng 68 cho 1 pound. Nếu một cái pack mình mua thì mình sẽ giảm 5 đồng nữa. Đó, nhưng mà mình thấy cá hồi ở bên đây nó không có được tươi lắm. Ở Costco thì đồ nó sẽ tươi hơn, ngon hơn, hay cái thịt bò bên Costco nó cũng đỏ hơn. Cái gì? Cái gì vậy? Em biết là sẽ có đây à. Ủa cho sao cho ba ăn có chút xíu, giờ cho ba một miếng đi. Nó ngoài ba cũng rồi. Thì cho ba một miếng mà mới ăn no, cho gì đâu có chút xíu vậy. Ôi ơi. Ờ, cho ba ăn có chút xíu à. Không được nha. Cho ba ăn miếng nha, có ăn kỳ cục kìa. Dầu gội, dầu xả Dove các bạn, 16 đồng 48, giảm 2 đồng, còn 14 đồng 48 cho 2 chai. 2 chai Dove gội đầu và dầu xả giảm giá. Dầu gội đầu Pantene giảm 3 đồng, còn 14 đồng 98. Cái này là dầu xả cũng vậy luôn. Sữa tắm dành cho nam các bạn ơi, sữa tắm dành cho nam mà Dove cũng giảm nè, giảm 13 còn giảm 2 đồng còn 13 đồng 98. Này là 2 chai à, body and face wash hả? Trời Olay body wash cũng giảm các bạn ơi. Trời ơi, các bạn coi giá cho mình luôn nha. Cái loại Olay thơm lắm, ở Việt Nam mình cũng thích xài Olay lắm. Ở qua đây tự nhiên cái chuyển qua xài Dove. Kem bánh răng giảm 2 đồng. Ủa sao tự nhiên tháng này gì giảm 2 đồng nhiều ta? Kem răng nhà còn nhiều quá chứ không mua. Thấy mấy cái vàng vàng này là giảm không á các bạn? Dòng bên kia coi còn cái gì giảm. Đây là cái khu vitamin này các bạn, nó cũng giảm giá. Mà nhiều món mình không có xài đâu, mình không biết giới thiệu với bạn như thế nào. Thì bạn nào cần có thể đi xem khóc, mình thấy dạ hơn. Tháng này như giảm khá là nhiều á. Ý mình muốn mua cái này nó giảm nè. Cái dành cho bổ sung tóc và móng tay nè, nó giảm nè, mà dạng gummy á, nó giảm, người ta nó giảm nhiêu, giảm 3 đồng còn 13 đồng 88. Dầu cá ở xem khớp giảm 5 đô luôn cho 2 hộp, còn 16 đồng 98 thôi. Cái hiệu này, ủa viên nó to lắm luôn. Đây, bổ sung chất đề kháng vitamin C, giảm 3 đồng còn 20 đồng 28 sen cho một cái hộp như vậy. Cái này thường đi Việt Nam để mua mà có, mà cái này thì giảm là mua là ok.
Đó, một ngày một bịch thôi, nữa có vị cam, vị berry, vị quýt nè, nó bổ sung vitamin C, ăn sức đề kháng. Ôi, kẹo ngậm cũng giảm giá nè, cũng giảm có 11 đồng 98 rồi. Hai bịch không, mà ý là nó giảm giá nè, mua nè, bữa biết vậy giảm giá đi mua đem về Việt Nam, cái này ngon hơn. À, cái thai là nọ dành cho mấy cái flu nè các bạn, bị bệnh cảm á, dành cho buổi sáng và buổi tối nè. Cái này thì không có giảm. Còn mỗi cái tiếp nhỏ hả, tưởng một cái hộp. Còn cái thuốc ho giảm luôn nè, còn 16 đồng 68. Thuốc ho này cũng ok, uống được, nhưng mà chắc không biết mình uống thuốc Việt Nam quen hay sao á. Mình đây thuốc uống không xì dê thế nào á. Thay là nòn giảm giá các bạn ơi. Thay là nòn giảm còn 16 đồng 48. Đây đâu, 325 viên cho cái loại là 500 mg. Loại này cũng vậy. Mẹ không biết khác cái gì này, mình không biết nè. Cô mà mua thai nọ luôn rồi con. Hai Lenon dành cho trẻ em từ 2 tuổi đến 11 tuổi nè các bạn. Rồi giảm giá luôn. Ủa, giảm có 50 sen à. Đâu có giảm nhiều đâu. Tại đó là bạn con mà mới sạch phí mình. À, là nó tính ra là nó rẻ hơn như mình mua ở bên ngoài Walmart hay là mẫu Everson, đúng rồi. Mà đó thì cái này nó dạng syrup vị cherry. Cái này là không có màu luôn đúng không cũng giống như chai nhà mà, đúng không? Ba chai để ở nhà cho gia đình, là đau đầu hay là sốt á, uống cũng ok. Hạt dễ cười các bạn, ui hạt dễ cười nguyên một bịch như vậy luôn, giảm 2 đô còn 12 đồng 98, 13 đồng nha các bạn. Bịch này 13 đồng hạt dễ cười, 2,5 pound luôn á. Hạt dẻ cười này thì là 14 đồng 98, là giảm rồi. Không, cái này là ít, này nó ghi là ít mặn hơn, nó ít muối. Còn cái này là nó có vừa muối vừa có cái tiêu nữa. Ôi, sao hôm nay đi xem khóc thấy nhiều đồ giảm quá ta. Cái này thì giảm gì đây? Ồ, cái này cũng hạt dẻ cười luôn, nhưng mà cái này là season so muối hả, muối biển người ta không biết nữa, muối phải không, mới nên là mình nói sai, xin lỗi nha các bạn nha. 12 đồng 98 cho một bịch này luôn, cũng 2,5 pound. Hạnh nhân này là nó có chút vị mặn nhẹ, giảm 2 đồng còn 11 đồng 68. Giờ này mình sau hôm nay mình thấy giảm 2 đồng quá trời luôn, cái này cũng vậy nè. Hạt dẻ mà thường thôi, không có vị gì hết trơn á, chỉ là vị nguyên chất của hạt dẻ. Ý lộn, cái này là hạt dẻ hả? Không, em hạt dẻ, cái này là hạnh nhân, xin lỗi các bạn nha, nãy giờ mình nói lộn, cái này là hạnh nhân nha các bạn nha, không phải hạt dẻ nha. Bánh cookie này cũng giảm nè các bạn. Hộp cookie này giảm 1 đồng à. Còn 8 đồng 98 là 9 đồng. Thanh toán xong rồi, giờ mình về để mình thu con gà ra ăn lễ các bạn thôi. Nên chị Định cũng được nghỉ luôn, ngày lễ chị Định cũng được nghỉ. Mà ngay cái ngày mình off nữa, vợ chồng mình là phải đi làm thôi. Đó, có cội đóng cửa anh chị, xem khắp quá cho khách luôn, thấy không? Đó, xem khắp nè, ơi nè, quá trời xe luôn.
À, Costco đóng cửa anh chuyên mấy nữa, cái gì đi. Mình thích đi Costco hơn. Nho các bạn ơi, đồ nè, các bạn thấy có cái nho to. To từng bình. Đây, nè cái nho không? To trà bá luôn, để mình thử coi nó ngọt không nha. Đi rửa lại đã. Gì vậy? Hôm nay chi đây? Chú thì đưa có nửa cái mặt này nè. Này. À cô tư. Thầy các bạn. Các bạn đâu? Các bạn đâu ai biết. Biết là xem mà. Thì mình thử nha. Trù to lắm nè coi nè. What? Không có hột. Nó không có ngọt liệm nhưng mà nó vừa đủ ngọt. Nha. Ăn được nha. Cái điều này ok, trái nó to giòn mọng nước. Đã. Đây, quay gần cho các bạn xem. Cái này đây mình chưa rửa, mình đi thử coi nó ngọt không. Chỉ có nhiều lần mình mua nó không có ngọt, nó chua lè. Coi cái sợ. Để bỏ tủ lạnh này, nó lạnh lạnh ăn nha. Đây, ok. Anh lễ nha, lễ con gà về ăn. Gà nhiêu? 5 đồng. 5 đồng thôi, nó có nhiêu đâu. Chồng luôn, gà gì đâu đen đuôi chồng. Được, con gà gì đen đuôi. Gà này nó nóng á, nó còn thơm phức luôn. 5 đồng. Đó. Má bé xí hả má? Xí gì? Xí xí sáu xí phan. Này, mở lấy cái đùi ra cho các bạn. Hồng hồng nó còn mọng nước. Má tưởng xí hả? Để má tưởng xí hả? Mình lấy cái kéo cắt. Má tưởng xí hả? Đây, cắt cái này có cái đùi nè, nhờ cho gia đình cắn miếng này nha. Rồi happy lê, gì? Happy. Đó gì? Happy. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Happy Labor Day ở nhà mình hôm nay mua con gà già. Đúng không? Hôm nay được nghỉ học đúng không? Khoái quá, mình nghỉ 3 ngày, thứ 7, chủ nhật, thứ 2 nữa. Sướng quá phải không? Nếu các bạn thích video này, hãy để cho mình một like, một subscribe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Chúc các bạn ở bên Mỹ có một ngày lễ Labor Day thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha, bye bye.